Em Sơn Lâm, mến chào quý anh chị và các nhà đầu tư. Vâng, kính thưa tất cả quý anh chị và các nhà đầu tư của chúng ta thân mến. Hôm nay, nhà đất Sơn Lâm em tiếp tục đăng tải lên cho quý anh chị và các nhà đầu tư chúng ta tham khảo một lô đất dãy có tổng diện tích là 3,1 hectare quý anh chị nhé. Đây là con đường cấp phối di chuyển đến lô đất chúng ta quý anh chị nhé. Đất chúng ta chỉ cách trung tâm ủy ban xã, trường học, trạm y tế khoảng 600 mét thôi quý anh chị. Vâng, di chuyển bằng con đường đất như thế này rất là rộng lớn và bằng phẳng quý anh chị nhé. Đất chúng ta là đất đỏ ba gian ở khu dân cư luôn quý anh chị. Đất chúng ta thì rất là bằng phẳng, chất đất đỏ ba gian. Và trên đất chúng ta thì có 2.000 trụ tiêu quý anh chị nhé. Gia chủ đang trồng 2.000 trụ tiêu, đang thu kinh doanh và số diện tích còn lại là đất trống quý anh chị ạ. Trên đất chúng ta thì đã có 2 căn nhà rẫy, một căn nhà xây cấp 4 và một căn nhà gỗ quý anh chị nhé. Đất chúng ta thì được gia chủ ký gửi nhà đất Sơn Lâm, em bán với giá 850 triệu trên 1 hectare quý anh chị nhé. Có thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị luôn ạ. Và đất chúng ta có địa chỉ thuộc huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai quý anh chị nhé. Đó, em sẽ quay cho quý anh chị chúng ta xem cụ thể các cây trồng và mặt bằng khu vực và chất đất ở đây quý anh chị nhé. Đất chúng ta khá là bằng phẳng, có độ thoải nhẹ thưa quý anh chị. Vâng, trên đất thì đã có 2 căn nhà rẫy và có giếng, có điện, ba pha, có hồ tưới quý anh chị nhé. Và có gần một con suối luôn quý anh chị ạ. Rất là thuận tiện và giá trị cho một lô đất rẫy ở liền kề với khu dân cư, chỉ cách trung tâm ủy ban xã, trường, trạm khoảng 600 mét thôi quý anh chị nhé. Khu vực này rất phù hợp cho quý anh chị chúng ta về đây, chúng ta sinh sống, chúng ta trồng một vườn cây ăn trái thì rất là đẹp quý anh chị nhé, liền kề với khu trung tâm ủy ban xã luôn ạ. Quý anh chị chúng ta quan tâm thì theo dõi cụ thể cái video em quay ngày hôm nay nhé, để chúng ta nắm bắt cụ thể các cây trồng cũng như mặt bằng khu vực và chất đất ở đây, để chúng ta ở xa chúng ta cũng nắm bắt được chi tiết hơn quý anh chị nhé. Vâng, em xin nhắc lại thông tin lô đất chúng ta. Đất chúng ta có địa chỉ thuộc huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai và có tổng diện tích là 3,1 hectare quý anh chị nhé. Trên đất chúng ta thì đã có 2.000 trụ tiêu đang thu kinh doanh, tương đối là đẹp quý anh chị nhé. Tiêu của chúng ta còn rất là đều, quý anh chị có thể thấy trên màn hình ạ. Và diện tích còn lại là đất trống quý anh chị nhé. Tổng diện tích là 3,1 hectare và gia chủ gửi nhà đất em bán với giá 850 triệu trên 1 hectare. Có thương lượng và bao sổ sách cho quý anh chị luôn ạ. Vâng, trên đất chúng ta thì đã có 2 căn nhà rẫy và có điện ba pha, có giếng tưới, có hồ tưới, có gần một con suối luôn quý anh chị nhé. Rất là đẹp cho một lô đất rẫy liền kề với khu dân cư. Quý anh chị quan tâm thì gọi điện cho em và kết bạn Zalo theo số điện thoại em có ghi trên màn hình để em gửi sổ và tư vấn cho quý anh chị chúng ta cụ thể hơn quý anh chị nhé. Vâng, và chất lượng video của em quay ngày hôm nay thì do trời đã về chiều nên là cũng chất lượng hình ảnh cũng không được sắc nét lắm, quý anh chị xem thì thông cảm cho cái video của em ngày hôm nay quý anh chị nhé. Do chiều nay trời dâm nên là video không được sáng lắm quý anh chị, chất lượng hình ảnh không được tốt lắm ạ. Vườn tiêu của chúng ta thì còn rất là đều và đẹp quý anh chị nhé. Tiêu đang thu kinh doanh. Quý anh chị và các nhà đầu tư lần đầu xem kênh em thì đăng ký kênh để luôn đón xem những video mới sớm nhất mà nhà đất Sơn Lâm em đăng tải lên, những lô đất đẹp có giá trị để chúng ta tham khảo và lựa chọn ạ.
Vâng, và cũng xin cảm ơn quý anh chị và các nhà đầu tư và quý bà con thời gian qua đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ kênh Nhà Đất Sơn Lâm. Một lần nữa em xin cảm ơn quý anh chị và xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.